Để muốn bán được một ngôi nhà tốt thì đầu tiên khi mình mua là mình phải mua được sản phẩm tốt. Còn nếu mình lờ đã mua rồi thì mình nên khắc phục những cái lỗi phong thủy như là cột điện nằm trước nhà, như là có hố điện, hố ga, hố nước thì nên bỏ một ít tiền xử lý cho nó đẹp về cái phần phong thủy. Định chia sẻ với anh chị rằng là cái người môi giới đấy không cùng một tệp khách hàng với cái lô đất của mình, nên vậy cái đất của mình muốn bán một ngôi nhà nhanh không thể nhờ người môi giới không cùng tệp khách hàng của mình. Ví dụ như bạn đấy chơi thân với chị nhưng hoàn toàn bán nhà 10 tỷ mà mình đi gửi cho người luôn bán nhà 5 tỷ thì không bao giờ bán được. Cái mèo thứ hai là tuyệt đối không gửi cho những người môi giới không có năng lực mà suốt ngày đăng một cái bài lên trên mạng là em bán đất A, đất B, đất C. Liệu những người đấy người ta có trải nghiệm, kinh nghiệm, lòng tin để người ta bán được không? Cái thứ ba, nếu gửi môi giới thì phải chú ý rằng cái môi giới đấy đã sở hữu bao nhiêu bất động sản. Nếu những người môi giới giỏi thật sự thì người ta sở hữu rất nhiều bất động sản, và nhiều bất động sản đấy thì người ta thấy tiềm năng có thể người ta mua luôn. Mà nếu không tiềm năng thì người ta sẽ phân tích cho cái cách để bán như thế nào, định giá làm sao tốt. Bởi vì muốn bán được một tài sản nhanh, đầu tiên phải định giá được tài sản của mình đang nằm ở tệp khách hàng nào. Cái thứ hai, phải định giá được tài sản của mình ai sẽ là người mua. Cái thứ ba là định giá được cái tài sản của mình nằm ở cái giá nào. Bởi vì tài sản của mình là giá 5 tỷ mà mình cứ đòi bán 6 tỷ thì làm sao mà bán được. Nhưng nếu tài sản của mình mà 5 tỷ mà mình bán 4 tỷ thì mình lại mất tiền. Vì vậy cái việc đầu tiên đó là phải định giá được tài sản. Thứ hai là phải tìm được người môi giới giỏi. Thứ ba là phải biết làm đẹp tài sản. Bởi vì tài sản của mình đôi lúc mình nhìn thấy nó bình thường, bây giờ có sao mình bán vậy. Nhưng mà cái nhà mình xấu thì mình đâu phải sơn nó lại. Cái nhà mình có những cái cây nó che thì phải chặt cho nó thoáng ra. Còn nếu không có nhà mà có đất thì cái đất nó đang bị xấu, mình phải xây hai bên tường lên, đổ đất cho nó đẹp, cho một vài cái bóng đen lên thì nó đã khác hẳn rồi. Cái thứ ba là nếu muốn bán một ngôi nhà và một miếng đất thì cái điều đầu tiên là thông thường phải gửi những cái nhà hàng xóm bên cạnh. Thì họ thường, ai thích mua một ngôi nhà thì họ thường hỏi cái ngôi nhà bên cạnh là nhà này của ai, có bán không. Cái câu hỏi đấy thường nó sẽ được áp dụng cho rất nhiều người nhà bên cạnh. Vì vậy để chúng ta bán được một ngôi nhà đó thì phải gửi cho những người ngôi nhà bên cạnh. Cái tiếp theo mà bạn muốn bán đó là thể bán cho những người có nhu cầu thực mà bên cạnh của mình. Bởi vì những người bạn của mình có thể mình bán rẻ đi mua 500 triệu, 300 triệu, nhưng mai một mình cần mình mua lại cũng là một cái niềm vui. Nên nếu muốn bán một ngôi nhà nhanh thì hãy bán cho chính những người thân của mình cũng là một cái điều tuyệt vời. Nếu ngôi nhà đấy thật sự tốt, có lộc với mình thì mình nên bán cho người nhà mình cũng tốt. Cái tiếp theo mà để muốn bán được một ngôi nhà tốt thì đầu tiên khi mình mua là mình phải mua được sản phẩm tốt. Còn nếu mình lờ đã mua rồi thì mình nên khắc phục những cái lỗi phong thủy như là cột điện nằm trước nhà, như là có hố điện, hố ga, hố nước thì nên bỏ một ít tiền xử lý cho nó đẹp về cái phần phong thủy. Cái tiếp theo, nếu như giỏi về internet, nếu như giỏi về những người quen với internet thì mình hãy nên viết một cái bài. Tức là thường chúng ta bảo là tôi cần bán một căn nhà hay là chỉ cần bán một căn nhà sâu 5m, dài 7m, không anh chị ạ. Nó không bao giờ làm cái việc đó, người ta không nghe. Và mình phải biết được rằng là cái điểm yếu của căn nhà là cái gì, cái gì là điểm mạnh. À, chào bạn Đào Ngọc Anh, đấy là một đồng đội tuyệt vời trong cái việc làm đẹp ở tại khu vực miền Tây chúng ta nha anh chị. Quay lại cái việc để chúng ta viết trong cái bài quảng cáo trên ngôi nhà thì chúng ta phải viết lên đúng trang mà đúng với cái tệp khách hàng. Ví dụ những cái trang mà bất động sản.com chẳng hạn ấy, hoặc những cái trang nhóm mà ngay tại cái địa phương của chị sinh sống. Cái thứ nhất là cái câu tiêu đề của mình viết đấy là chỉ cần bỏ 5 tỷ để nhận được cái ngôi nhà có những cái tiền đấy chứ. Cái thứ nhất là pháp lý đầy đủ. Cái thứ hai là diện tích rộng bao nhiêu. Cái thứ ba là dòng tiền cho thuê được bao nhiêu. Cái thứ tư là gần được trường học, sân bay, bệnh viện và công viên như thế nào. Những cái yếu tố đấy chị chỉ cần trích vào. Và đặc biệt là thường chúng ta sẽ viết là căn nhà mình đẹp không. Căn nhà mình đẹp là người ta không để ý.
mà chúng ta phải biết được rằng đó là cái con đường nào lớn nhất ở tại địa phương đó mà nhiều người biết được. Ví dụ như Đình mà viết đến sân bay thì Đình sẽ viết đến là sân bay Tân Sơn Nhất, và Đình sẽ viết được là từ khóa đấy là từ khu vực miền đất đến quận 1 là bao xa, bởi vì quận 1 là cái quận nhiều người biết đến. Còn nếu chúng ta viết là cái quận Bình Tân thì nhiều người họ cũng không hình dung được, mà người ta quan tâm là quận 1, người ta quan tâm là sân bay Tân Sơn Nhất. Đó là những cái mà có thể những người ở tỉnh khác họ sẽ hình dung dễ hơn. Đó là mình mở rộng ra cái tâm biết rộng ra cho nhiều khách hàng khác hơn. Khi chúng ta biết được thì chúng ta cần viết một cái bài quảng cáo. Em muốn đầu tư ở huyện Nhân Trạch, ok không anh? Nếu ở đầu tư ở huyện Nhân Trạch thì còn có một cái khía cạnh, đấy là phải chú ý rằng cái việc ở Nhân Trạch là đất mà không có sổ của dự án phân 7, phân 8 ra, bẹt bè ra, không có sổ, thì phải chú ý cái việc đấy. Nhưng ở Nhân Trạch rất là tiềm năng, nhưng phải chú ý ra một cái điều là cái đất đó có một số dự án có hàng chục ngàn lô, thì đừng có dính vào những cái đất đó. Nếu dính vào cái đất đó thì phải có một cái thời gian là 5 năm, 10 năm nữa thì câu chuyện nó mới xa vời. Nên ở Nhân Trạch nó cũng hề tìm những cái bất động sản tốt. Đình đã tìm một vài lần rồi, nhưng mà Đình chưa tìm được khu vực nào mà Đình ứng ý cả. Vô Đông Xoài ta đầu tư anh thì thôi. Cảm ơn tất cả các anh chị, cảm ơn bạn Ngọc Anh rất là nhiều. Cảm ơn tất cả các anh chị, chúng ta trong một tiếng vừa rồi đã cho Đình những cái trải nghiệm, kinh nghiệm, học hỏi phát triển một cách từ chỗ anh chị, cũng như là một cách ngoài mục trong cái việc đầu tư, trong cái việc là học hỏi rất là nhiều. Cảm ơn tất cả các anh chị chúng ta rất là nhiều. Cảm ơn những cái sự có mặt của anh chị hôm nay. Nếu anh chị thấy hay thì hãy chia sẻ cái livestream này đến nhiều người hơn.